xin chào cả nhà đã đến với kênh vlog của Hồng Nguyễn. Hôm nay mình mời cả nhà món bánh này nha. Bánh pancake Hàn Quốc. Mình có 200g bột mì, 6g đường, 3g muối. Mình trộn muối để cho nó hòa quyện với cái bột đó, để nó tránh cái phần men trực tiếp nha. 3g men. Mình trộn đều lên và mình cho vào đây 150ml sữa tươi không đường. Mình trộn cho nó hòa quyện lại nha các bạn. Và mình đem ra bàn mình nhồi. Cái bánh này thì mình đã làm mấy lần rồi, mình xem ở trên YouTube á. Và mình ăn thử mình thấy ngon lắm. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn. Làm nó cũng khá đơn giản nha các bạn. Mình trộn bột cho nó một khối đi rồi mình bỏ ra bàn mình nhồi. Cái bột này mình nhồi tay nha các bạn. Vì cái lượng bột nó ít đó, mình không cần phải nhồi máy đâu. Với lại mình nhồi chỉ trong vài phút thôi, cho cái phần bột nó mịn và nó không còn dính tay nữa. Và sau đó mình đậy lại và mình ủ để cho bột nó nở lên gấp đôi là được rồi đó. Có 40g đường nâu Hàn Quốc, nửa muỗng cà phê bột quế, 5g hạt đậu nhân, 5g hạt óc chó và 5g mè trắng mình đã rang rồi. Cái này nếu mình không có hạt óc chó, mình có thể thay thế bằng đậu phộng rang của mình cũng rất là ngon nha các bạn. Và sau khi bột đã nở gấp đôi rồi đó, mình lấy ra mình nhồi sơ cho nó xẹp cái phần bột khí ha. Rồi mình đem ra mình tạo hình. Với cái lượng bột này thì mình chia làm 6, còn các bạn thích chia nhỏ ra cũng được nha. Cái này mình không mất cân gì hết, làm nhỏ lớn thì tùy mình ha. Mình nhồi sơ lại rồi mình ấn dẹp ra rồi mình cho nhân vô mình gói lại. Mình làm lần lượt cho nó hết cái phần bột luôn nha các bạn. Sau đó thì mình đem lên cho vô chảo mình chiên. Mình cho một ít dầu vô chảo. Tráng nó đều cho cái dầu nó đều lên nha các bạn. Và mình cho bánh vô mình chiên. Mình chiên cho nó vàng đều hai mặt ha, rồi mình bỏ ra giấy thấm dầu là xong rồi đó các bạn. Cái này thì mình ăn nóng rất là ngon nha các bạn. Khi mình bẻ ra nó, cái lớp đường ở trong nó chảy ra nó rất là ngon luôn. Đó các bạn nhìn thấy nó hấp dẫn không? Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mến chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ trong gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.